xin gửi tặng bạn cái hình ảnh mà bạn thích bạn miêu tả mà ai cũng có thể nghĩ ra, không có gì đặc biệt hết. Chúng ta tò mò xem là hai người này đã yêu nhau như thế nào. Bạn thơ rất là hấp dẫn. Thật ra lúc đó em cũng thâm độc lắm. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang quay trở lại với Chuyện Tình Yêu và đang ở phần 3 của chương trình có tên là Yêu Không Ngần Ngại. Vì thế nên chúng tôi sẽ dẫn đến một phần trò chơi dành cho Duy Thức và Hồng Thơ. Các bạn sẽ phải trả lời một số câu hỏi để xem là đáp án có trùng nhau không. Bạn đã sẵn sàng rồi đúng không ạ? Câu hỏi đầu tiên, nếu bạn may mắn nhận được một phần thưởng lớn bằng tiền, bạn và người ấy sẽ... Và đáp án của hai bạn là Câu hỏi tiếp theo, hai người hãy kể ra ba nơi hai người thường cùng nhau đến nhất. Đáp án là, tôi không hiểu sao tôi nhìn bảng của bạn Hồng Thơ, tôi thấy đúng là một cái người gọi là tâm hồn ăn uống. Ba nơi hay đến nhất gồm gà nướng Anh Tư, quán lẩu Cô Thư, quán thịt nướng Nguyệt Hỷ. Trong khi phía bên bạn này là hay đến các cà phê này, có thể có chung là quán gà nướng. Có đúng là của Anh Tư hay anh Ba? Dạ anh Tư. Anh Tư. Và cuối cùng là Tour Le Jour là một hiệu bánh. Có một cái sự khác nhau ở đây. Câu hỏi thứ tư, giả sử người kia của bạn rất là ghét món ăn kiểu Ý, nhưng đó lại là món bạn khoái khẩu, bạn sẽ... Rất nhanh, mời hai bạn giơ đáp án. Bây giờ thì tôi đã hiểu. Bạn Thơ là bạn ấy dụ ăn thịt nướng này, lẩu này, gà nướng này. Nhưng mà bạn này chỉ ăn mỗi gà nướng thôi. Câu hỏi cuối cùng, món quà bạn tặng người kia gần đây nhất là... Hai bạn, nước hoa, dâu tây. Bạn gần đây nhất tặng bạn này nước hoa. Dạ. Có đúng không? Dạ không. Mà là dâu tây. Dâu tây. Nếu mà để tôi liệt kê ra thì các bạn chỉ đúng được 2 câu hỏi rưỡi. Chính vì thế nên ngay sau đây tôi sẽ mời các bạn đến với một phần clip. Xem là bạn Hồng Thơ có cái điều gì mà không thích cả bạn Thức. 10 điều ghét nhất à, đầu tiên là đi trễ giờ. Điều thứ hai là nhiều khi mình nói cái vấn đề đó như nói 11 từ 10 mới thứ ba là nên chú ý những cái điều nhỏ nhặt thực tế thay vì những cái điều to lớn mà quá xa vời. Điều thứ tư là bất tự ái. Điều thứ năm là nên chăm sóc da mặt, kiểu như là anh không có thích đắp mặt nạ. Điều sáu là không dùng keo vuốt tóc nữa. Vì mình thấy tóc của bạn trai mình không dùng keo đẹp hơn á. Thứ bảy, không nên ở lại công ty quá trễ, khoảng 9 giờ mới về. Nên về sớm sớm, khoảng 7 giờ thấy là về ok. Điều thứ 8, không có ăn hiếp em trai của anh. Họ hay đàn áp em trai anh. Điều thứ 9 là không mặc những cái áo màu đỏ, những màu nóng nữa. Lý do là vì anh nghĩ là anh mạng thổ á, mặc những mùa nóng nó hợp chứ không thiệt. Được 10 là trân trọng những cái điều mà mình làm đối với anh ấy. Nhiều khi mình làm những cái hành động lãng mạn đó anh ấy thì anh ấy nghĩ là con gái không nên làm như vậy. Nhiều khi mình nghĩ là anh sẽ vui nhưng mà nhiều khi anh lại nói với mình là như vậy thì mình cảm thấy bị buồn. Bạn thấy cái 10 điều không thích đó của bạn gái mình đúng hay sai ạ? Dạ em thấy rất là đúng. Nhiều khi cũng có rất là nhiều khuyết điểm không tự nhìn nhận được, cho nên mình phải cần có một người nào đó nhắc nhở cho mình. Bạn không phải là tuýp lãng mạn. Điều này bạn nghĩ bạn có thay đổi được không? Hay là bạn vẫn theo cái nguyên lý là cái gì mà đẹp nhưng mà chỉ để trưng thì không quan trọng? Tùy cái cách mình nhìn nhận vấn đề thôi. Ví dụ như mình nghĩ cái đó là về mặt vật chất là nó không có lợi ích, hữu dụng. Nhưng mà nếu như về mặt tinh thần thì nó cũng có tác dụng rất là lớn, cho nên là em nghĩ là mình chỉ thay đổi cách nhìn nhận một chút thì mình có thể trở nên lãng mạn hơn. Ừ. Nhưng bạn nghĩ bạn có làm được không? Dạ được. Một cái bó hoa hồng đem tặng bạn gái thì có phải là một cái điều gì đó nó
nó không có ý nghĩa gì cả. Hồi trước thì em nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ mình gái mình vui là được rồi. Ừ. Còn cái chuyện mà mình có vứt nó hay không là chuyện nhỏ. Ôi, mát lòng mát dạ quá đúng không, hả Thơ? Tại vì tôi cũng ngạc nhiên, tôi thấy một anh chàng rất là thực tế, rất là có nhiều các cái nguyên lý. Mà có lẽ không biết là có phải do bạn ngồi cạnh hay không, nhưng mà tôi thấy cái gì cũng sẵn sàng làm. Cái cảm giác của bạn lúc mà quay hình, bạn có đoán được cái phản ứng của bạn Thức là như thế này không ạ? Dạ, thì em cũng đoán là phản ứng của anh cũng giống như vậy. Tại vì anh cũng là một người rất là lắng nghe, góp ý và lời khuyên của người khác. Nếu thấy sai thì sẽ sửa liền, nhưng mà quan trọng là thời gian là bao lâu. Bạn có niềm tin vào cái sự chờ đợi này không? Dạ, tin chứ. Nói chung là khi mà yêu nhau thì phải có niềm tin đã là. Wow, thank you. Bây giờ đúng là phải có niềm tin này, phải có quá trình này. Tôi muốn mời bạn Thức, riêng bạn Thức thôi, vào một cái phần. Phần này bạn sẽ phải chiến đấu vượt qua thử thách kinh khủng để giành được một cái quà tặng lãng mạn cho bạn gái mình. Bạn có dám không? Thì dám. Mà bạn chưa biết là tôi đố cái gì. Dạ, không quan tâm. Rồi, thế thì chúng ta sẽ đến với một phần trò chơi đặc biệt dành cho Thức ngay sau đây. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đến với thử thách cuối cùng mà bạn Thức phải vượt qua để thể hiện tình yêu của mình. Một trò chơi phải gọi là hành động kinh dị. Mà người đang mà bị bịt mắt á, thì khó biết là điều gì đang rình rập và chờ đợi mình. Nhưng mà nhờ bạn gái của Thức là Thơ sẽ dẫn Thức lần lượt qua 4 cái thùng. Đến mỗi thùng thì bạn phải thò tay vào, tìm được đủ, càng nhiều càng tốt những đồng xu ở bên trong. Mỗi đồng xu sẽ tương ứng với một bông hồng tươi thắm. Bạn càng lấy được nhiều đồng xu thì sẽ càng có nhiều bông hồng để tặng Thơ. Thức sẵn sàng chưa ạ? Rồi. Xin một tràng pháo tay từ phía khán giả cho thử thách bắt đầu. Đề nghị Thơ không được nói. Anh sợ. What? Thôi đừng phía sau. What? Đề nghị Thơ chỉ được dẫn thôi, không được nói gì cả. Nào mạnh dạn lên Thức ơi. Sâu rồi. Mở hết. Cái này người ta gọi là yêu không ngần ngại mà. Thơ ơi, cố lên. Vẫn còn nhiều đồng xu ở phía trong. Trừ khi là bạn chỉ muốn tặng một bông hồng thì thôi. Thôi bên đây, bên đây. Con này rất kinh dị. Con này nó có nhiều gai, nó có nhiều lông. Lông nó cứng. Mỗi thùng có rất là nhiều đồng xu. Con này nhìn qua nó không nguy hiểm, nhưng mà nó rất là đông. What? Nó ra đâu? Nó có khả năng ăn thịt bạn. Hả? Không có đồng nào như vậy? Có. Bạn còn phải sâu thêm tí nữa. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Wow. Ủa? Wow. Cái thùng này đến sang cái thùng cuối cùng. Cái thùng này nó còn kỳ lạ hơn cái thùng khác. Wow. Wow. Đúng rồi. Bạn Thơ bao nhiêu năm nặng nặng đòi mua hoa, bây giờ tự nói câu là đủ rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Con này nó đau tim. Rồi rồi anh ơi. Thôi một cái nữa, một cái. Con này nó cũng có tay. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là có bao nhiêu đồng xu tất cả. 5 đồng. 5 đồng tượng trưng cho 5 bông hoa. Dạ. Một bông. Em tặng 5 lần luôn.
Hai rồi. Và không thấy bạn cố gắng quá tặng cả. Món quà của chúng ta vẫn chưa dừng ở đây. Xin mời Thơ và Thức, chúng ta nhìn lên màn hình đến với một phần clip đặc biệt ngay sau đây. Hôm nay trời rất là nắng và anh phải trốn việc ra đây để mặc bộ đồ này để quay clip cho em. Anh chỉ muốn nói một điều là anh rất yêu em. Vượt qua 4 cái chướng ngại vật. Thực ra nếu mà chúng ta nhìn vào mắt thường cũng thấy không có gì đáng sợ lắm. Wow, con này em sợ. Nhưng mà vượt qua được. Thơ thì sao? Thơ thấy cái quá trình đó cộng với lại cái phần clip vừa rồi như thế nào? Dạ, em cảm thấy rất là cảm động. Nói chung là rất là bất ngờ với cái con sóc. Bộ phim đầu tiên hai người xem đúng không ạ? Dạ. Bạn Thức có làm lại được cái mấy cái động tác ngoáy mông vừa rồi bạn nhảy trên clip không? Dạ. Liệu quan điểm đã thay đổi chưa? Rằng là bạn Thức của chúng ta không lãng mạn. Rằng là đôi khi cũng biết là phải làm một điều gì đó nhưng mà chưa nỗ lực thật là nhiều. Hôm nay thì đúng là cái tinh thần yêu không ngần ngại. Đã vượt qua rất là nhiều thử thách, cũng đã nhảy múa rồi. Em nghĩ là cái quan niệm của em về Thức là không có lãng mạn là đã sai. Có thể kể từ chương trình này thì Thức sẽ mang lại cho em nhiều cái điều lãng mạn hơn nữa. Em rất là hy vọng được như vậy. Vừa rồi thấy các bạn có cảm động quá thì có mi gió nhau, bây giờ mi thật nhau được không? Dạ thôi. Rồi chỉ là quà của bạn Thức tặng cho bạn Thơ thôi. Còn bây giờ sẽ là quà của chương trình Chuyện Tình Yêu tặng cho hai bạn. Các bạn sẽ được bốc thăm những phần quà rất đặc biệt của chương trình. Rồi xin mời bạn Thơ đọc to. Trang phục đến từ thương hiệu King Concept của nhà thiết kế Công Trí. Đây chính là một phần quà. Nhưng một cái phần quà rất là đặc biệt nữa. Tại vì thì mình thấy các bạn có liệt kê ra 3 cái địa điểm mà hay đến. Tôi tin chắc sẽ có một địa điểm nữa các bạn thường xuyên phải đến. Đó là một giải thưởng 1 năm ăn Cornetto miễn phí. Các bạn thân mến, đây chính là một cái kết vô cùng lãng mạn dành cho chương trình. Đôi khi sự lãng mạn vô cùng đơn giản, không có gì là xa vời cả. Miễn là chúng ta yêu không ngần ngại. Các bạn khán giả thân mến, nếu các bạn cũng có những câu chuyện tình yêu thật đẹp cần chia sẻ, hãy gửi về địa chỉ email chuyentinhyeua.vn. Chúng ta sẽ còn nhiều câu chuyện tình yêu đẹp nữa sẽ diễn ra trong chương trình này. Xin cảm ơn nhà tài trợ Cornetto. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tại vì không nghĩ là Thức lại có thể hóa trang thành con chip mân và nhảy và hát như vậy. Khó khăn gì thì sau này cũng sẽ có thể vượt qua vì cả hai đã hiểu nhau hơn.